Vâng, đúng câu hỏi Hậu. Phít xin kính chào anh em Cần Thủ nhá. Thì hôm nay em giới thiệu đến anh em một nồi iso nhá. Nó bao gồm hàng mới về và hàng còn lại từ những cái nồi trước nhá. Bao gồm có tất cả là 18 cây, em sẽ phân thành hai video. Video 1 video 2 em sẽ lên ở trong ngày hôm nay luôn. Thì anh em xem video nhớ đăng ký kênh và like nhá để xem được những cái video em đăng tải mới nhất nhá. Thì ở đây sẽ bao gồm các hãng như ví dụ như là Shimano này, Daiwa này, Osaka Fishing này, Tenryu này, Olympic này, Nissin này. Đó, toàn hàng nội địa, có cả Gamakatsu nữa. Hôm nay về có một cây Gamakatsu dài 3 mét rưỡi, 50 3 mét rưỡi. Thì em sẽ lên nhá. Anh em xem kỹ video nhá. Cần thì có thể liên hệ số điện thoại 0945629282 nhé. Em sẽ cung cấp hình ảnh cho anh em để từng cần nhé. Hoặc là anh em có thể comment mã số kèm số điện thoại bên dưới, em sẽ liên hệ lại. Nhưng mà anh em lưu ý nhá, mua hàng thì chắc chắn nhá, cái độ cứng của mình cần này, đường kính ngọn này, trọng lượng em đã đo rồi, nên là anh em chắc chắn vì cái cần cho em nhá. Không cứ hàng đi hàng về mất 2 cây, mất 2 cây gửi về cho bác, có bác ở trong Hà Tĩnh. Bác vào bác bảo là độ cứng không đảm bảo, mà độ cứng của em đã sẵn ở có ở trên thân cần rồi, độ cứng, độ dài, trọng lượng em đã ghi hết rồi. Bác về có bảo là không ấy thì em lại mất công mất tiền rồi, nó anh em lại khó nói là lúc đấy nó khó nói lắm. Thì cây đầu tiên nha anh em nhá, em giới thiệu với anh em một cây cần của hãng Osaka Fishing Tackle nhá. Đó, cái này mới tầm khoảng 93 đến 95% anh em nhé. Đây này, bẩn này, bên này vết bẩn, vết keo này em chưa tẩy đâu, nó vừa về nên em chưa tẩy. Khoen full Fuji hết nha anh em nhé, full Fuji này. Đấy, Fuji này, à nó Fuji, cây này còn nguyên bản nha anh em nhé, cây này còn nguyên bản nhé. Cây này là một cây cần nội địa. Đấy, cây là một cây cần nội địa còn rất là mới. Độ cứng số 4, đỏ số 4, dài 4 mét rưỡi nha anh em nhá. Phù hợp với cả anh em câu thẻo dịch vụ. Pat Fuji này, này, High Quality Carbon Technology by Osaka Fishing Tackle. Đây là chuôi cần của nó anh em nhá, cán cần nhá. Con này có đường kính gốc là 2,1 cm nha anh em nhá. 2,1 cm. Trọng lượng là 280 g. Đường kính ngọn là 2 ni. Cái này có mã số 1, giá 1 triệu 1 nha anh em nhé. Mã số 1 là 1 triệu 1. Đây là cây thứ 2, một cây cần ISO quen lớn. Đấy, quen Fuji chân đen này. Đó, quen Fuji chân đen nha anh em nhé. Cây này là một cây cần Pro ISO này, Impressa này, 6-3m này. Độ cứng số 6, dài 3m. Khá là hiếm này anh em ạ, phát đời mới nhá. Fuji đời mới nhá. Xoắn này, xoắn hai da nha anh em nhá. Rất là đẹp, cái này còn mới 95% nha anh em nhá. Mới 95%. Cái này có trọng lượng là 200 g. Cũng phù hợp với cả anh em để câu thẻo, câu ISO luôn. Đường kính ngọn là 1.2 nha anh em nhá, 1.2. Cái này có mã số 2, giá 1,5 triệu. Cái này một cây cần của NFT. Đấy, spec xe nốp đột, độ cứng 30, dài 2,7 m. Cây cần này thu gọn lại là còn 80 cm nha anh em nhá, 80 cm. Bát Fuji tem vàng này, carbon xoắn 2 da này. Đấy, xoắn 2 da này, quen Fuji nha anh em nhá. Cần Fuji em chưa nấu chùi gì cả. Có trọng lượng là 140 g. Đường kính ngọn là 1.9 nha anh em nhé. Đường kính ngọn là 1.9. Đường kính ngọn là 1.9. Cây này mã số 3, giá 1,2 triệu. Mã số 3 giá 1,2 triệu. Tiếp theo cũng là một cây cần của hãng NFT, nó tương đương với cả độ cứng số 2 của ISO nhé, số 2, số 3 gì đấy, dài 3,3 m, mã số 4 giá 1,2 triệu, Pat Fuji này,
Con Fuji đời mới này, Power Knob Super này. Cũng xoắn hai da luôn anh em nhé, cũng xoắn hai da nhé. Đấy, xoắn hai da này. Xoắn hai da này. Cái này có trọng lượng là 100g. Đường kính ngọn là 1 ni nha anh em nhé. Đường kính ngọn 1 ni. Nó tương đương với cả độ cứng số 2. Dài 3m3. Đấy. Giá là 1,2 triệu luôn anh em nhé. Mã số 4. Mã số 4. Ờ, đây là một cái cần của hãng Daiwa. Daiwa Carbon Whisker Power Mat này. Độ cứng số 5, dài 4,5m này. Pad của Daiwa sản xuất luôn anh em nhé. Đấy, pad của Daiwa sản xuất này. Đây là gốc này. Phía gốc này có chày nha anh em nhé. À không, cái này là keo này. Đấy, keo này. Keo. Nột là đi này. Độ cứng số 5, dài 4,5m. Carbon Whisker Power Mat. Đây là định vị nóng này. Carbon xoắn 2 da anh em nhé. Định vị khoen nhé. Định vị nóng, định vị khoen. Cái này nó hơi bị nứt nhựa một tí ở cái khoen này nha anh em nha, nhưng mà không ảnh hưởng gì hết. Khoen Fuji 6. Xoắn hai da, định vị khoen, định vị nóng. Đó. Thì cái này có mã số 5 nha anh em nha, giá 2,4 triệu. Trọng lượng của cây cần này là 300g. Đường kính ngọn cũng là 2 ni luôn. Đường kính ngọn là 2 ni. Mã số 5 giá 2,4 triệu. Tiếp theo là một cái cần có mã số 6 của hãng Shimano. Đấy, cái cây này đặc biệt cái là nó vừa ráp vừa rút nha anh em nhá. Dòng Isoquen lớn nó tương đương với cả độ cứng số 6 nha anh em nhá. Nó tương đương với cả độ cứng số 6, dài 4,1m. Đấy, khoen Fuji 6 hết nha anh em nhé. Khoen Fuji 6 này, đây là cái đọt ngọn của nó này. Nguyên bản nó là như thế nha anh em nhé. Anh em có thể check ở trên mạng nó sẽ ra đấy. Đấy, còn nguyên tem này. Xoắn X nha anh em nhé. Xoắn X nổi gân nhé. Xoắn X nổi gân này. Hai Power X 1 4,1m. 1 có nghĩa là 1 đọt nha anh em nhé. Dài 4,1m. Hai Power X Pro Snip. Ở trên cần này. Nó có cái hình này y chang như kiểu cái chữ này luôn này. Đấy. Đấy. Cần của hãng Shimano này. Shimano Toro Tucker Today này. Có mã số 6, giá 3 triệu nha anh em nhé. Thì cái này có trọng lượng là 320g nha anh em nhé. 320g. Đường kính ngọn của cây này là 2 ni 3 nha anh em nhé. 2 ni 3. Đó, mã số 6 giá 3 triệu. Thì cây này là một cây cần của hãng Suzumi. Mã số 7 giá 900k. Made in Korea. Cái này nó vẫn còn nguyên cái ấy nha anh em nhá. Vẫn còn nguyên cái giấy bọc của hãng này. Đấy, còn mới. Độ cứng số 3 dài 5,3 m. Mã số 7 giá 900.000. Khoen Fuji. Đấy, khoen Fuji nhá. Cái đường nóng còn rất là đẹp nhá. Đấy, còn rất là mới. Giá 900.000. Này vỡ nợ ai vậy? Cây này có trọng lượng là 330g nha anh em nhé. Đường kính ngọn của nó là 1,5 ni nhá. Giá 900.000. Tiếp theo là cây cần của hãng Gamakatsu nha anh em nhé. Gamakatsu này. Ở phía này nó có chảy keo nhá. Không ảnh hưởng gì hết nhá. Em có thể nên keo lại được. Mà cái này cũng không cần đâu. Gamakatsu 2 carbon rod. Đấy, 2 carbon rod này. Pad Fuji này. Pad Fuji tem vàng này. Gamakatsu Signer 50 như 3,5m. 3,5m nó bị mờ mất cái thông số này, là 50 3,5m Signer. Đó, khoen Fuji 6 hết nha anh em nhá. Khoen Fuji 6 nhá.
quen phui xích này. Cái cần này có trọng lượng là 270g nha anh em nhé, 270g. Tối nó xem ai gọi điện cho anh được không? Đây này, điện thoại này. Đường kính ngọn là 2 ni 2 nha anh em nhé, đường kính ngọn là 2 ni 2. Mã số 8 giá 2 triệu. Mã số 8 giá 2 triệu thôi, 2 triệu. Tiếp tục là một cây cần của hãng Simac nha anh em nhé. Đấy, 2 carbon rod Sneke này. Mã số 9 giá 1 triệu 1, mới 95%. Khoen Fuji. Đó, khoen Fuji nha anh em nhé. Khoen full Fuji nha, mới 95%, hết 95% ấy. Mới tinh, nhưng chưa có một vết xước nào cả. Thì cây này có tổng trọng lượng là 380g nha anh em nhé, 380g. Đường kính ngọn là 1 ni 7. Ngọn 1 ni 7. Mã số 9 giá 1 triệu 1, Pat Fuji này. Đó. Thì hết 9 cây nha anh em nhé. Đây hết 9 cây của video 1 nhá. Video sau đây, video sau đây thì nó có sẽ có 9 cây tiếp theo. Thì anh em có thể liên hệ mua hàng ở hai số điện thoại 0945629282 nhá, 0974170791. Anh em có thể kết bạn Zalo để em chụp hình cho các anh nhá. Đấy, tất cả 9 cây của video 1. Coi như là nô này sẽ là nô cuối cùng của năm rồi. Đây mà, nô cuối cùng của năm rồi.